Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện một số nội dung quan trọng về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cũng tại kỳ họp này, một số chức danh chủ chốt của Đà Nẵng cũng được miễn nhiệm. Đáng chú ý, ông Nguyễn Bá Cảnh, nguyên Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, dù bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhưng kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng không xem xét đến việc kỷ luật. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Vũ Quang Hùng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng, nay là Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Đình Vĩnh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nay là Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Miễn nhiệm chức danh đối với ông Phan Văn Kha, nguyên Giám đốc Sở Công Thương, nghỉ hưu theo chế độ. Đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, hiện đang là đại biểu Hội đồng Nhân dân, vừa bị Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhưng Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng chưa xem xét. Và ông Cảnh vẫn là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài nội dung về nhân sự, tại kỳ họp bất thường sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông qua việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng, gồm Văn phòng Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là một.